Có một anh người yêu là football thì như thế nào? Để tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Câu chuyện về buổi chụp hình hồi tối hôm qua của tôi. Chuyện là hồi tối hôm qua là đi chụp hình, là lúc đó mình có make up, mình có kẻ chân mày rồi gì này đó. Xong cái thằng người yêu của mình đó mọi người, nó cứ tia để nó chùi cái lông mày của mình mọi người. Tại vì sao nó ỉ, nó có chân mày đẹp á, nó có cặp chân mày đẹp á. Rồi xong cái nó cứ tia, nó cứ chùi cái lông mày của mình mọi người. Coi điên không? Xong cái mình mới quát lên, mà mình kiểu quát dở, mình kêu là mày đừng có chùi cái chân mày của tao nữa. Để mình quát mẹ. Xong cái mày giận luôn. Mình cũng phải đi năn nỉ mà xin lỗi. Đứng giữa trời mưa vậy đó đi xin lỗi. Mà nó vẫn giận nha mọi người. Mình tức, mình quay ra mình giận lại ngược lại nó luôn. Dám giận tao hả? Cái giận tao một hồi lâu luôn, hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Xong cái mẹ tự mới lại, mẹ bắt chuyện với mình, mới kêu sao vậy, đừng có giận nữa, nói gì đi. Xong cái mình không thèm nói luôn. Mà cái con mắt của mình á, tìa cái quán trà sữa, cái con mắt của mình nhìn cái quán trà sữa vậy nè. Mà mình không nói gì hết. Xong cái mình nhìn qua nó, rồi nó biết ý rồi, cái nó kêu thôi đừng giận nữa, dẫn lại mua trà sữa nè. Cái nó nắm tay mình dẫn lại mua trà sữa. Bởi vậy tôi nói, yêu tôi dễ lắm. Tôi không có hai ba cái vật chất hay gì đó. Tôi dễ giận, tôi cũng dễ hoài lắm. Mà biết sao có cái trầu này không? Ngủ dậy á, cái mình kêu mình đói. Cái mày hỏi mình, thèm gì hả? Cái mình kêu, dạ không, chỉ là thèm gà xương xương thôi. Thế là sắp đích đi mua gà cho mình.